Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ dẫn cho bạn cách chuyển giấy viết tay sang văn bản Word Ví dụ như ở đây tôi có một giấy viết tay này Đó, bây giờ tôi muốn là chuyển toàn bộ nội dung của giấy viết tay này sang văn bản Word Nếu mà tôi làm theo cách thủ công á Tức là tôi mở giấy viết tay lên Sau đó tôi mở máy tính lên và mở Word lên nhập văn bản đó, Làm như vậy vừa lâu vừa mất thời gian Thay vì vậy tôi sẽ dẫn cho bạn một cách cực kỳ nhanh nha giúp bạn có thể là chuyển toàn bộ nội dung của giấy viết tay sang văn bản Word chưa tới 10 giây rồi đầu tiên các bạn chúng ta sẽ sử dụng điện thoại chụp lại văn bản giấy viết tay của bạn nha đó, sau đó các bạn chúng ta sẽ đưa lên máy tính rồi sau khi các bạn chúng ta đã đưa hình ảnh lên máy tính rồi tiếp theo ở đây các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào hình ảnh này sau đó đây các bạn chọn vào Open with và chọn vào trình duyệt của này để mở hình ảnh bằng trình duyệt của Chrome đó hoặc là cách thứ hai các bạn có thể làm mở ảnh bằng cái gì Google Chrome này mở gì Google Chrome lên các bạn nhớ là thu nhỏ cửa sổ lại nha sau đó các bạn cầm hình ảnh này kéo thả vào đây đó, cách nào cũng được nha rồi sau khi mở nảnh bằng trình gì Google Chrome rồi tiếp theo ở đây các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào ảnh này và chọn vào dòng là tìm kiếm bằng Google ống kính này rồi sau đó ở đây các bạn chọn là sao chép văn bản này đó tiếp theo các bạn chúng ta sẽ vào trong Word Dán ra đó, Cực nhanh luôn Chưa tới 10 giây là chúng ta có thể là Làm được đó, Quan trọng là các bạn chúng ta phải chụp Cái văn bản giấy của bạn đó, nó phải rõ nha đó, Các bạn chụp càng rõ thì nó Nhận diện chữ Nó càng đúng nha Mà quan trọng là cái chữ của bạn nó phải đẹp nữa nha Còn chữ xấu thì nó sẽ Hơi khó nhận diện á đó. đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn Cách chuyển giấy viết tay sang văn bản Word Nếu thấy video hay thì ích thì bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều khác cùng xem, cảm ơn theo dõi.